tất cả các bạn đến với kênh Dĩa Bánh Tre của mình hả? Hôm bữa mình có đặt cái trích phốt giá khuyến mãi là 69.000, nó được tặng kèm một cây kẹp điện thoại nữa, có một cái đồ mốt nữa để mình hôi ra cho mấy bạn coi nè. Nó mua đồ ở trên mình mua trên shopping này, nó đang có chính sách và trong 3 ngày được đổi trả hàng luôn rồi, bảo vệ người dùng. Thôi ra đây. Đây là cái sản phẩm của mình. Có bao đựng mấy bạn. Này cái này. Đây là bạch tuộc. Gắn cái điện thoại lên. Xây được luôn. Bỏ điện thoại vô đây. Đánh mở điện thoại đó. Mở điện thoại vô đây. Thẻ công uống để đâu cũng được hết. Quá ngon. Để làm cái đầu coi điện thoại cũng được. Quá ngon. Mềm luôn, mềm xèo luôn. Đây này. Test cái này. Cái bao đựng. Đây cái đồ mod chụp hình. Đây, rất là cứng luôn các bạn. Nó cứng cáp lắm. Có cái mực nước, cái cân nước mà nước này tôi bỏ rồi, không thấy nước, không có coi được. À, muốn nâng lên thì kéo cái này ra, nâng lên thôi, rất là cao. Thử với bạn coi, nó dài như vậy nè, dài mà. Quá dài. Quên dài là mình cũng kéo rồi, mình để cái này qua giá xăng hôm bữa dịp giảm giá của shipping nên mua chỉ có 79.000, quá rẻ luôn. Dặn không? Mình xếp cái này lại cho nó chắc. Cái điện thoại vô đi như nãy không? Và điều chỉnh bằng cái này. Cái này ra. Lên xuống thì cái tùy với mày. Xí cái này lại. Nó cứng vậy thôi. Ngon lắm mọi người. Cảm ơn mấy bạn nha. Chúc mấy bạn sẽ có săn được một món hàng rẻ như mình. Mấy bạn thấy hay nhớ like, đăng ký và chia sẻ video ủng hộ giúp mình nha mấy bạn. Tạm biệt mấy bạn.